Lại nữa, Thiện Hiện hoặc Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này: các loại hữu tình ở trong đêm dài, tu hành có sở đắc, đó là chấp có ngã hoặc chấp có hữu tình dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy, hoặc chấp có sắc, hoặc chấp có thọ tưởng hành thức, hoặc chấp có nhãn xứ, hoặc chấp có nhĩ tĩ thể thân ý xứ, hoặc chấp có sắc xứ, hoặc chấp có thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc chấp có nhãn giới, hoặc chấp có nhĩ tĩ thể thân ý giới, hoặc chấp có sắc giới, hoặc chấp có thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc chấp có nhãn thức giới, hoặc chấp có nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, hoặc chấp có nhãn xúc, hoặc chấp nhĩ tĩ thể thân ý xúc, hoặc chấp có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc chấp có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc chấp có địa giới, hoặc chấp có thủy hỏa phong không thức giới, hoặc chấp có vô minh, hoặc chấp có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, hoặc chấp có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc chấp có 4 tịnh lự, hoặc chấp có 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc chấp có 4 chánh sự. Ta vì các hữu tình như thế nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ Tát. Khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các hữu tình vĩnh viễn dứt trừ các chấp có sở đắc như thế.